Đức Thánh Cha Francisco nói, cờ đam giúp gặp gỡ và phát triển khả năng lý luận. Sáng ngày 26 tháng 4, 2024, gặp gỡ các thành viên của Liên đoàn cờ đam của Ý, Đức Thánh Cha đề cao hai đặc tính của loại cờ này là phát triển trí thông minh và dành cho mọi người. Ngài nói, thật tuyệt vời khi các bạn gặp nhau trong niềm vui để làm quen và thách thức nhau trong thể thao. Đức Thánh Cha giải thích về môn cờ đam. Đây là một trong những trò chơi mà dù bạn ở đâu, bạn có thể dễ dàng tạo ra khoảnh khắc gặp gỡ và vui vẻ. Tất cả những gì bạn cần là một bàn cờ và quân cờ, hai người chơi, và đó là cách tuyệt vời để ở bên nhau. Ngài nói thêm, điều này có nghĩa là cờ đam là trò chơi dành cho tất cả mọi người, được chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha lưu ý rằng có vẻ như đây là một trong những trò tiêu khiển phổ biến nhất của những người di cư đến bờ biển của Ý, những người trong những tình huống vô cùng bất ổn và lo sợ, tìm thấy sự giải thoát bằng cách chơi cờ đam. Thậm chí đôi khi cùng với những người chơi cờ, những người chào đón họ trong sự đơn giản và chia sẻ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý rằng môn cờ này giúp người chơi rèn luyện khả năng logic của họ. Và điều đó là cần thiết bởi vì việc lạm dụng các phương tiện truyền thông mới sẽ khiến khả năng lý luận bị mê ngủ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong một thế giới đặc trưng bởi chủ nghĩa cá nhân, đôi khi có nguy cơ trở nên cô lập. Việc cùng nhau gặp gỡ, làm quen và thách đố nhau trong thể thao mang đến bầu khí trong lành, tinh sạch và tươi mới.